thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm. Lượng giao dịch thành công tăng nhưng tập trung vào phân khúc chung cư cao cấp, đất nền, nhà ở thấp tầng. Nhiều chuyên gia nhận định những tín hiệu trên cho thấy thị trường bất động sản vào chu kỳ phục hồi. Lượng tiêu thụ căn hộ quý 1 năm nay cũng ghi nhận tăng 124% so với năm 2023, đạt 3.700 căn, trong đó 74% đến từ phân khúc cao cấp. Bộ Xây dựng cũng cho biết trong quý 1 năm 2024, tổng lượng giao dịch bất động sản thành công trên cả nước tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 133.512 giao dịch. Quý 1 năm 2023 chỉ đạt 109.066 giao dịch, trong đó có 35.853 giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ và 97.659 giao dịch đất nền. Bộ Xây dựng nhận định thị trường căn hộ chung cư tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư trung và dài hạn.